Mỗi một giây trôi qua, trên toàn thế giới, có hàng triệu những ý tưởng sáng tạo được sinh ra. Một món ăn mới, một bài hát mới, một ứng dụng mới, và một sân chơi mới với hàng ngàn những ý tưởng sáng tạo. Trẻ trung, năng động, tự tin, chuyên nghiệp. CSC 2018, sân chơi của các nhà sáng lập đã quay trở lại. Trải qua hai mùa tổ chức thành công, CSC 2018 đã quay trở lại với chủ đề mới lạ: kết nối và cộng sinh. Tiếp cận hơn 100.000 lượt sinh viên toàn miền Nam, thu hút hơn 200 dự án tham dự mới độc lạ. CSC năm nay sẽ trải qua các vòng: vòng 1, tiếp nhận hồ sơ; vòng 2, tìm kiếm top 50; vòng 3, tìm kiếm top 25 để tham dự vào chuyến bootcamp tại Vũng Tàu. Top 10 sẽ được chọn qua vòng 4, vòng pitch trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng, vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại trường Đại học Kinh tế Luật. Chiếc vé dành giá đến Singapore cùng với tổng giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng dành cho những nhà vô địch. Tất cả sẽ diễn ra tại Ý tưởng khởi nghiệp CSC 2018.